Hello anh em, chào mừng tất cả anh em đến với kênh của TVLOG ha Kênh mình là một kênh mới hoàn toàn Chuyên review các app kiếm tiền Cũng như là các game kiếm tiền hoàn toàn free, uy tín ha Ok, thì nội dung chính của video ngày hôm nay Mình sẽ hướng dẫn anh em chúng ta đăng ký một cái ví điện tử Hoặc là một cái sàn giao dịch anh em à, Hoặc là một cái web gọi là web 3 anh em Chúng ta sẽ nhận free hoàn toàn 198 đô ha Và mỗi ngày nó sẽ trả cho chúng ta là 2.8 đô và nếu quy ra tiền Việt anh em thì chúng ta sẽ nhận được free hầu như là 4,7 triệu ha với số tiền này anh em có thể hoàn toàn rút về khi mà kết thúc của hợp đồng nha anh em ok và à, anh em nào xem được video của mình thấy kênh bổ ích thì nhớ cho mình một cái nút đăng ký nút like cũng như nhấn vào tất cả và sau khi kênh mình đạt từ 100 đến 200 lượt người đăng ký thì mình sẽ bắt đầu random tặng thưởng cho tất cả anh em nha ok sau đây mình sẽ bắt đầu vào hướng dẫn anh em đăng ký một tài khoản nha rồi sau khi anh em click đường đi dưới phần mô tả anh em thì nó ra một cái giao diện để chúng ta tải con app này về ha thì anh em cứ bấm lấy ha Thì con app này à, có thể là nó sẽ chạy trên Android cũng như iOS luôn anh em à Anh em bấm lấy nó sẽ đưa đến SH Play ha à, Có tên là Tower ok bấm cài đặt cho mình nha Đây cũng như là một cái ví điện tử anh em à cũng như là một cái sàn giao dịch luôn á à, Thì mình nghĩ chắc nó sẽ uy tín ha Nó đã lên cửa hàng xác Play hoặc là app to là nó ok rồi rồi anh em cứ đợi nó cài đặt xong sau đó anh em mở lên và đăng ký cho mình một tài khoản nha và nhận một cái máy đào hoàn toàn free sẽ được là 198 đô sau 71 ngày nha anh em rồi sau khi anh em mở lên anh em thấy không thì đây là một cái giao diện tựa như là một cái cái ví điện tử ha cũng như là một cái sàn giao dịch anh em vào một ba gạch này thì nó sẽ ra ha một số cái thông tin thứ nhất đó, là tem nè thứ hai á là nói chung là rất nhiều thông tin nhưng mà trước tiên anh em phải vào cái ngôn ngữ xem có tiếng Việt không nha anh em mình cũng mới biết con uh, app này thôi cho nên mình cũng uh, chưa có đăng ký anh em mà mình sẵn đăng ký mình hướng dẫn anh em luôn ha ok chúng ta trở ra lại nè rồi để mà đăng ký cho mình một tài khoản anh em vào cái chỗ cái ví này cho mình nè đó đơn giản lắm anh em rồi ở cái chỗ cái ví anh em bấm vào chữ login hoặc là register anh em nhấn vào rồi ở đây chúng ta chưa có tài khoản anh em à chúng ta bấm chữ uh, register nào nha nó không có tiếng uh, tiếng việt anh em cho nên hơi khó cho những người mà không có rành tiếng uh, anh uh, những người mà ít sử dụng ha thì anh em chịu khó chút xíu nha xem kỹ video rồi anh em nhập cái email của anh em nè sau đó anh em uh, nhập cái uh, password ở cái referral anh em nhập dùm cho mình ha cái mã mời tại vì cái này nó bắt buộc anh em chứ không thì anh em cũng có thể là nhập mã mời người nào đó cũng được nha không quan trọng lắm còn cái mã mời thì mình ghim bên dưới phần mô tả và bình luận video anh em thích thì có thể nhập mình không thì có thể chọn người khác cũng được nha rồi sau đó anh em nhập mã cấp cha anh em bấm chữ grid là có thể đăng ký một tài khoản ha rồi sau khi anh em đăng ký thì uh, xong thì nó sẽ ở cái chỗ là verify về cái khâu ha nó sẽ gửi về email của anh em đây nó đã gửi về ha thì chúng ta sẽ coi là 401 105 rồi anh em bấm chữ submit ha thì nó sẽ đưa đến một cái giao diện là thành công ha thì bây giờ nó bắt chúng ta là đăng nhập vào ha thì hồi nãy chúng ta đăng ký bằng email nào thì chúng ta nhập email đó cái password của anh em gọi mà cấp cha là chúng ta có thể là đăng nhập vào con app nha anh em Ok thì chúng ta đã có một tài khoản và đã đăng nhập vào app ha. Ok anh em vào một ba gạch nè, anh em sẽ thấy ha. Thứ nhất là cái ID của mình nè. À, cái thứ hai là cái tem, tức là lời mời ha, chúng ta có thể là chia sẻ đường link này cho tất cả mọi người. Hoa hồng thì ba cấp nha anh em, thì mình không biết là hoa hồng bao nhiêu. Tại vì cái này mình cũng mới đăng ký cho nên mình không biết được ha. Anh em vào hình hai viên tập anh em chép ha. Cái đường link và ở đây là cái ID của anh em, anh em có thể nhấn vào. Ok. Rồi, để nhận cái máy free anh em vào cái ví cho mình ha đó à, anh em sẽ thấy cái chữ robot này ha thì hiện tại mình chưa có cái máy cho nên mình chưa có được cái gì ha à, rồi ok mình sẽ hướng dẫn anh em cách để chúng ta KIC để chúng ta à, nhận được một cái máy đầu hoàn toàn free đây anh em có thấy cái máy là không đồng không tức là một ngày như vậy anh em sẽ được là 2.8 USDT và cái máy này nó sẽ chạy trong vòng là 71 ngày ha ok thì trước khi mà nhận cái máy này anh em bắt buộc phải đăng ký và KIC cho mình ha thì à, mình đã đăng ký rồi thì bây giờ chỉ việc là KIC thôi nha Ok, để mà nhận được cái máy không đồng này và chúng ta cài xe thì anh em vào một ba gạch trên cùng này. Cái này là giống như là một cái gọi là cái ví điện tử anh em ha. Anh em thấy cái chữ hình đầu người của mình không? Cái đây ở trên cùng nè Anh em nhấn vào, đó, nó sẽ ghi cho chúng ta là chúng ta sau khi cài xe thành công chúng ta sẽ nhận được là 198.8 đô ha trong vòng là 71 ngày. Ok, anh em bấm confirm phim. Rồi, ở đây cái tên thì anh em cứ nhập cái cái tên của anh em. Ở đây nó có cho chúng ta chọn nè. Thứ nhất là ID card nè. Thứ hai là bắt bo ha thì mình ID card của mình thì mình dùng chứng minh nhân dân hoặc là căn cứ công dân thôi em. Ok. Tên thì anh em cứ ghi họ và tên của anh em. Ô số 2 á, anh em cứ nhập cái uh, ID gọi là cái số chứng minh hoặc là số căn cứ công dân của anh em ha, cái WhatsApp này nè. Thì anh em có thể là chọn Telegram hoặc WhatsApp hoặc phone ha, tùy anh em. Thì anh em thích cái nào thì chọn cái đó ha. Thì dụ mình chọn phone đi hoặc là mail nè anh em có thể chọn email. Thì email thì anh em nhập ở đây cái contact này anh em cứ nhập mail của anh em vào là xong thôi đơn giản ha. Rồi ở dưới nè anh em, mình hướng dẫn anh em luôn thì anh em làm luôn theo mình ha. Anh em chụp cái hình chứng minh nhân dân mặt trước nè. Rồi mặt sau và anh em cầm cái hình chứng minh nhân dân anh em anh em chụp ha. Cái này anh em cứ chụp sẵn chụp sẵn đi anh em à Chụp trước đi. Rồi sau đó chúng ta bấm chữ submit up lên cho nó thì trong vòng 24 giờ nó sẽ duyệt cho anh em nha. Tại vì cái này là tài khoản demo cho nên mình không có làm được anh em, mình đã làm một lần rồi. Mình chưa có được duyệt đó, cho nên mình không có làm lại ha. Anh em nhớ nha thứ nhất là cái em là cái tên trùng với chứng minh nhân dân thứ hai là số chứng minh của anh em hoặc là căn cước công dân nha còn còn cái chỗ là select contact này nè anh em có thể chọn bất kỳ cái nào ha whatsapp Telegram, là ram email hoặc là phone thì mình mình chọn email đi anh em cho nó tiện ha ở contact này anh em nhập cái email của anh em vào email này nó trùng với email đăng ký của của ví này luôn nha anh em ok ha rồi mặt trước mặt sau và cái hình mà anh em cầm chứng minh nhân dân chụp ha anh em cứ up lên rồi sau đó anh em bấm chữ submit nha và nó sẽ duyệt cho anh em sau 24 giờ ok rồi sau khi mà anh em up tất cả thông tin lên rồi anh em Anh em cứ đợi ha khi nào nó duyệt rồi Mình sẽ tiếp tục làm video cho anh em Và mình sẽ hướng dẫn em nhận cái máy free này Và sau đó mình sẽ hướng dẫn em cách để chúng ta kiếm tiền Mau có minh rút nhất ha Và vấn đề rút tiền thì mình sẽ vào khi mà nó duyệt xong xe xong Thì mình sẽ vào cái mục rút tiền luôn cho anh em xem ha Bao nhiêu Và chúng ta có thể lên chơi free rút được hay không nha Rồi Rồi anh em thì mình đã chờ vào ngày hôm sau Mình đã vào con app lại ha Thì mình đã thấy nó duyệt xe khá là nhanh à... À, tầm khoảng 4 đến 5 tiếng anh em ạ cho không tới là 24 giờ ha và đây là nhóm Telegram của nó anh em có thể vào tham khảo nha nhóm này thì hiện tại đang có là 6.000 member ha và mình cũng đã vào xem rồi thấy họ cũng có up cái bằng chứng rút tiền nha anh em ok anh em bấm Confirm ha để mà kiểm tra anh em có được duyệt KYC chưa anh em vào chỗ cái ví nè đây thì nó sẽ hiện ra ha. anh em thấy không thì ở cái chữ là Verify này là tức là màu xanh này nó đã duyệt ha còn anh em chưa thấy cái chữ verify anh em đang ở chế độ cái chữ màu vàng là anh em sẽ chưa được duyệt ok và mình đã mua cái máy và nó đã trả cho mình là mỗi ngày như vậy là 2.8 đô anh em thấy không khá là ngon ha và để kiểm tra cái máy anh em vào cái chỗ là robot này đó thì cứ sau một ngày anh em sẽ nhận được 2.8 u à, cái máy này sẽ còn là 70 ngày ha tức là khi anh em mua thì sẽ là 71 nhưng mà mình đã xong một ngày rồi à, ngày hôm qua mình nhận và mình mua máy luôn anh em cho nên đến hôm nay mình mới làm video cho anh em để mình xem thử nó có trả thực sự là 2.8 đô một ngày không. Ok. Và mình có nhắn tin hỏi uh, chăm sóc khách hàng Terra Ram và nó nó cũng trả lời rất là nhanh nha anh em. Ok. Rồi, à, anh em vào chỗ trang chủ anh em, trang chủ nè. Sau đó anh em uh, đã duyệt cái xe rồi, anh em vào cái chỗ là cái chỗ gọi là cái máy là không đồng, không U nè anh em thấy không? Đó anh em thấy chữ không U không? Thì uh, Tower I, Rick Robot ha, anh em bấm chữ bay nè thì nó sẽ đưa đến một cái giao diện để chúng ta mua cái máy free này ha thì cái máy này mình đã mua rồi cho nên mình không mua lại được ha anh em bấm chữ bay sau khi bấm chữ bay mà anh em thấy nó chưa có hiện gì hết đó ví dụ anh em bấm chữ bay này chưa thấy nó hiện gì hết đúng không thì anh em trở ra cho mình ha trở ra lại ha trở lại và anh em vào chỗ cái ví nè cái ví đó sau đó anh em vào cái chỗ robot anh em sẽ thấy cái máy của anh em còn nếu chưa thấy anh em vào chỗ bay mua lại ha ok thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách mà để chúng ta dùng cái số tiền này chúng ta mua tiếp một cái máy đầu nữa nha anh em À, anh em cứ chơi free đi tầm khoảng 20 đến hai mấy ngày thì chắc chắn nó sẽ có một số tiền khá là ngon à, ok anh em vào chỗ hình nè chỗ là nhà ha anh em sẽ tìm cái máy mà 100 đô là em 100 đô nè ha nếu mà 100 đô thì anh em chơi trong vòng là mình nghĩ là tầm khoảng một tháng anh em sẽ đủ 100 đô ha hơn một tháng 100 đô này anh em có thể mua cái máy này tiếp tục ha hoặc là anh em có thể là rút về tùy anh em thôi à, min rút con này là 20 đô nhưng mà cái phí rút của nó anh em, cái phí rút của nó khá là cao nha. Ok ha. và đây là những cái máy lớn nè, anh em có thể tham khảo. Cái này là robot ha. Thì cái này thì uh, mỗi ngày nó vậy nó chạy 2.9 ô. Hôm trước nó có cái máy 75 u anh em, nhưng mà 75 u sau dạo này nó fit rồi anh em à, nó fit rồi. Nó không cho chúng ta mua nữa ha. Khá là tiếc. À, nếu biết kèo này sớm thì mình đã review cho anh em rồi, hơi hơi muộn, nói chung cũng hơi tiếc ha. Ok. Cái gì free thì chúng ta cứ chơi thôi anh em, không có cần ngại gì hết nha. Rồi. À, mình à, sẽ hướng dẫn anh em cách để chúng ta rút tiền ha. anh em vào chỗ cái ví này cái ví sau đó nó hiện ở đây là cái chữ viết rau anh em bấm vào này đó đơn giản lắm anh em thì ở đây đó, nó ghi chúng ta là chọn là hai mạng ha ERC hay là TRC nhưng mà thông thường là TRC anh em chứ anh em chọn ERC thì nó sẽ mất mất phí rất là cao rồi anh em nhập địa chỉ anh em có thể lấy ví sàn Binance nè Trust Wallet nè Onet đều được nha anh em rồi sau đó anh em bấm chữ mát ha ví dụ ở đây thì nó sẽ ra cái min rút này min rút tối thiểu là 20 đô và phí rút anh em thấy không là tới 7.2 USDT khá là khá là cao cho nên mình cứ để dồn mà mình rút một lượt luôn ha chứ rút mà phí một lần rồi cái min rút là như vậy ha anh em có thể là chọn crypto này hoặc là fiat ha thì tùy anh em thôi nhưng mà mình nghĩ là rút về crypto ha ok rồi mình sẽ trở ra lại nha anh em đó thì con này đơn giản vậy thôi anh em vào chỗ cái nhà này sau đó anh em vào cái chỗ là à, cái chủ dấu cộng này, này để mời bạn bè anh em anh em nhấn vào thì hoa hồng cấp đầu tiên sẽ là 15 phần cấp 2 là 10 cấp 3 là 5 phần trăm ha anh em bấm chữ invite friend này thì nó sẽ hiện ra cái đường link anh em copy ha copy anh em chia sẻ lên tất cả các hội nhóm đó anh em có thể là mời bạn bè và nó có chương trình gọi là à, tranh giải là 500 USDT anh em à ok ha anh em cứ chịu khó đi nói chung là free chúng ta cứ chịu khó rồi anh em vào chỗ cái tem này là nó sẽ hiện ra cái danh sách của anh em ha, danh sách những người mời ở đây. Và đây cũng là cái đường link và cũng như là cái ID của anh em. Ok ha. Thì cũng web này nó đơn giản như vậy nha anh em. Anh em nhớ đăng ký và chơi ngay lập tức cho mình ha khi mà chúng ta biết được cái app này. Còn cái vấn đề rút tiền thì khi nào mình đủ mình rút mình sẽ ra một cái video và hướng dẫn anh em cách rút tiền nha anh em. Ok chưa? Rồi, sau đây mình sẽ ra mình không có random được nha anh em. Tại vì hồi sáng này mình có ra cái video rồi thì cái video này mình dành cho ngày mai mình sẽ random cho tất cả anh em nha chúc tất cả anh em thành công bye bye